Lại nữa, kiểu thi ca, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào giáo hóa một hữu tình, an trụ quả dự lưu, thì sẽ được nhiều phước đức, huống chi là giáo hóa các hữu tình, ở châu thiệm bộ đều khiến an trụ 10 thiện nghiệp đạo. Vì sao? Vì khi các hữu tình an trụ nơi 10 thiện nghiệp đạo thì vẫn chưa thoát hẳn cảnh giới địa ngục báng sanh ngạ quỷ. Nếu các hữu tình trụ ở quả dự lưu, liền vĩnh viễn thoát khỏi các đường ác hiểm. Huống chi là giáo hóa làm cho họ an trụ quả nhất lai bất hoàn A-la-hán, sẽ đạt được phước đức thù thắng hơn kia rất nhiều. Kiều thi ca, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào giáo hóa các hữu tình ở châu thiệm bộ, đều được an trụ quả dự lưu nhất lai bất hoàn A-la-hán, thì được nhiều phước đức, nhưng không giống như có người giáo hóa chỉ một hữu tình an trụ nơi độc giác bồ đề. Vì sao? Vì công đức của độc giác bồ đề hơn dự lưu vân vân gấp trăm ngàn lần. Kiểu thi ca, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào giáo hóa các hữu tình ở châu thiệm bộ đều an trụ độc giác bồ đề, thì sẽ được nhiều phước đức, nhưng không giống như có người giáo hóa một hữu tình đạt được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vì sao? Vì nếu giáo hóa hữu tình đạt được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, thì làm cho phật nhãn ở thế gian không gián đoạn. Vì sao? Kiểu thi ca, vì do có đại bồ tát liền có quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán, độc giác bồ đề cũng có Như Lai ứng chánh đẳng giác, truyền pháp luân vi diệu cứu độ các hữu tình. Các đại bồ tát đều nương tựa bát nhã và làm mật đa mà được thành tựu. Vì sao? Kiểu thi ca, vì các thiện nam thiện nữ vân vân này viết chép kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm cho người khác đọc tụng, nếu viết chép lưu truyền rộng rãi thì được nhiều phước đức hơn trước vô lượng vô biên. Vì sao? Vì trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm rộng nói thiện pháp thế gian và xuất thế gian, nếu nương tựa thiện pháp này thì thế gian liền có đại tộc sát đế lợi cho đến đại tộc cư sĩ, trời tứ đại thiên vương cho đến trời phi tưởng phi phi tưởng xứ, cũng có bố thí ba la mật đa cho đến trí nhất thiết tướng, cũng có quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán độc giác bồ đề, và tất cả đại bồ tát thực hành quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, cũng có dự lưu cho đến cũng có chư Phật thiết lập có thể đắc. Lại nữa, kiểu thi ca, đó là nói các loại hữu tình ở châu thiện bộ, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân giáo hóa các hữu tình ở bốn đại châu đều được an trụ 10 thiện nghiệp đạo thì ý ông thế nào? Thuyết đó có khác trước không? Lại nữa, kiểu thi ca, đó là các loại hữu tình ở bốn đại châu, nếu thiện nam thiện nữ vân vân giáo hóa các hữu tình ở tiểu thiên giới đều được an trụ 10 thiện nghiệp đạo thì ý ông thế nào? Thuyết đó có khác trước không? Lại nữa, kiểu thi ca, đó là các loại hữu tình ở tiểu thiên giới, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân giáo hóa các loại hữu tình ở trung thiên giới đều được an trụ 10 thiện nghiệp đạo thì ý ông thế nào? Thuyết đó có khác trước không? Lại nữa, kiểu thi ca, đó là các loại hữu tình ở trung thiên giới, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân